Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hà Thì Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, thân hữu thiền sinh và các bạn xa gần, chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 dương lịch 2020 tại rừng thiền Thiền Viện Pháp Thuận của chúng con xin phép được bắt đầu. Dear Sangha, today we are here at Dharma Mountain and Forest Meditation. This is the first time for the Buddha's birthday at Metastream Dharma Mountain. Now, please join with us on the video live stream and we will have time for together pray for coronavirus. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, chương trình Đại lễ Phật Đản của chúng con diễn ra trong khung cảnh của vườn Lâm Tỳ Ni được thiết trí một cách tự nhiên và đơn giản bên trong dòng suối từ bi của rừng thiền Pháp Thuận Thiền Viện. Chương trình của Đại lễ Phật Đản diễn ra như sau. Program for the Vesak Day. 1. Nghe chuông chánh niệm. Listening to the bell of mindfulness. 2. Diễn văn thông điệp Đại lễ Phật Đản. 2. The message of Vesak Day. 3. Thời kinh đón mừng đản sanh và tưởng niệm cũng như dâng lên ngày Vesak Day, tức là ngày Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. 3. The Sutta honoring the Buddha birthday, Buddha enlightenment and Buddha passing away of Nirvana. 4. Lễ tắm Phật. 4. Parting the Buddha ceremony. 5. Cầu nguyện cho đại dịch virus COVID-19 sớm được chấm dứt. 5. Prayer for American and pray for in the world. 6. Hồi hướng và kết thúc. Chúng con xin được thông tri đến Chư Tôn Đức cũng như quý đồng hương Phật tử thân hữu xa gần. Đó là chương trình của chúng con. Giờ đây bắt đầu chúng tôi thực hiện nghi lễ Đại lễ Phật Đản tại rừng thiền Pháp Thuận Thiền Viện, bắt đầu bằng chương trình và nghe chuông chánh niệm. Thank you.
tiếng chuông chánh niệm để bắt đầu cho đại lễ Phật đản năm nay tại Thiền viện Pháp Thuận. Chúng con giờ đây xin hướng về Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành kính trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản. Before we celebrate the Buddha birthday, Buddha Vesak, listening the bell of mindfulness, have a present moment right now together with our ceremony. Now we will start three ceremony, passing the Buddha ceremony. Namo Sakya Muni Buddha. Xin cho khói trầm thơm này biến thành mấy năm sắc dâng lên cùng dường vô lượng Phật ngầu vô lượng chư Bồ Tát cùng hết thầy thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông ăn cách đài sáng rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi làng quên ông theo đường giới định quay về trong tình thức giới hương ân định hướng cùng tuệ hương ân giải thoát trí kiến hương quang minh vân đại biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương ông nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô An Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hà Thi Hiện Đàng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu xin quay về nương nấu bậc thầy của nhân thiên sen quý nở đài giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương ông vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền nào sạch không xin trở về tán dương
trong thân Phật ca thanh tịnh tờ lưu liên trì Phật ngà sáng ngời như trăng sáng tròn. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đâu không từ đi. Đại giác ngộ Thế Tôn thuyết giáo cõi ta bà Đức Thầy giáo hòa độ nhân sanh. Đệ tử chúng con một già chỉ thành xin quay về con đường tinh thức. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Ha Thị Hiện Đàng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hà Thị Hiện Đàng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế đêm đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian biết nào tu hành nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Lễ pháp kính lạy pháp là phương giải thoát gốc chân truyền y bát từ xưa pháp tu chân đắc kịp giờ độ người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng kính lại tăng nghiêm trì giới luật hành tăng vô nhất Phật thanh bằng tự mình giác ngộ lý chân giúp người giác ngộ chuyên cần công các vị Bồ Tát tùng tuệ năng tâm không còn chút ngại ngăn nên không có chút bằng phẳng
sợ gì à, đào điên mộng à, tưởng xa lìa à, niết bàn mới à, đến bên kia bên bờ à, ba đời chư Phật ca sau xưa đắc ca thành chánh giác đã nhờ tuệ năng trí tuệ năng lực ca vô ngần đại minh vô thượng đại thần cao siêu trí tuệ năng lực ca có nhiều thật là giải thoát qua bên giác ngàn liền theo lời chú thuyết rằng độ tha giác ngộ khắp trần chúng sanh yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba nước này chưa sẵn tám công đức rửa đi trần trâu của muôn loài đưa vào cõi nhiệm màu hoa tàn nước không rửa nước pháp thân nhiệm mà bụi không vương bụi từ tâm khai đang tràn rưới lên đà thanh tịnh cây hẻo biến thành cây tốt tươi cõi huế hóa ra làm cõi tình muôn loài mát mẻ sống Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, thân hữu thiền sinh, các bạn xa gần. Vừa qua chúng con đã thực hiện nghi thức tụng kinh để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sanh và cũng là ngày Vesak Day, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Tiếp theo chúng con sẽ đọc thông điệp Phật đản Dear Sangha, with just a finished sutta honoring offered to Buddha, Dharma and Sangha and continue to program for the Vesak Day now, we have read the message of the Vesak Day. Welcome the Buddha, go to with us at India. Yeah, thank you. Thông điệp ngày Phật đản, bức thông điệp hòa bình, tình thương và sự lãnh đạo có chánh niệm. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Đoàn, kính thông tri cùng quý đồng hương Phật tử, thân hữu thiền sinh, các bạn xa gần. Ngày Đức Phật đản sanh là ngày đánh dấu một sự kiện trọng đại của chư thiên và nhân loại. Ngày của đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi hiện hữu trong cõi đời. Chúng ta đang sống trong những ngày
của tháng 4 và tháng 5 lịch sử, tháng mà hàng triệu tăng ni tín đồ Phật giáo trên thế giới đã hoan hỷ kính mừng ngày đại lễ Phật Đản Vê Sắc Đây. Thời khắc trăng tròn tỏ rạng, Đức Phật đản sanh là một sự kiện trọng đại, thiêng liêng, một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại mà nhân thiên đã chào đón Bồ Tát. Ngài là bậc đạo sư giác ngộ, tỏa ánh sáng năng lượng, xóa tan màn vô minh của sự phân hóa giai cấp cổ đại Ấn Độ. Sự bất công và sự giàu nghèo mà căn nguyên là bởi tại lòng tham, sân và si do con người đã tạo nên. Sự kiện Đức Phật đản sanh là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc, thương yêu và mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải giác ngộ để vượt qua sự cám dỗ của tham, sân, si, vượt qua sự chi phối để tiến đến cảnh giới của giác ngộ. Đó chính là con đường của thực hành và tu tập giới định tuệ, tức là bát chánh đạo và tứ diệu đế mà Đức Phật đã khai sáng ra, hướng đến sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Đó là lẽ đích thực, là cứu cánh của cuộc sống, hướng cuộc đời trở nên hướng thượng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Phật đản hay Vê Sắc là ngày kỷ niệm ngày đản sanh hành đạo, tức là giác ngộ và thể nhập niết bàn của Đức Phật Siddhartha Gautama. Trong sự bảo hộ thiêng liêng của Tam Bảo, chúng ta hướng đến sự kiện trọng đại này là hướng đến ngày cử hành của sự trau dồi trí tuệ và lòng từ bi của chúng ta trong cuộc sống. Tiểu bang California và quận San Diego như là một trong những ngôi nhà đầu tiên của Phật tử Hoa Kỳ và Phật giáo, trong là một trong những truyền thống tôn giáo tuyệt vời trên thế giới, đã cảm hóa, tương tác vào cuộc đời bằng sự thực hành của từ bi, trí tuệ và chánh niệm. Cộng đồng Phật tử đã đóng góp vai trò thiết yếu trong lịch sử của tiểu bang. Các cộng đồng Phật giáo đã tham gia vào phúc lợi của xã hội theo nhiều cách và luôn cống hiến sự bình an, lòng từ bi, sự tinh tấn nhiệt thành và trí tuệ cho những ai khi phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong niềm hoan hỷ vô biên hướng đến ngày ý nghĩa Phật đản, trong không gian tĩnh lặng của núi rừng Pháp Thuận, đánh dấu sự kiện ngày quán niệm đức ân đức của Tam Bảo, cộng đồng hướng đến tôn vinh ngày đản sanh thành đạo và niết bàn của bậc vô thượng giác. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thì Hiện Đản Sanh. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bức thông điệp bằng tiếng Anh. This is the Buddha Day and the message of the Vesak Day. The Buddha Day, Vesak Day, the message of peace, happiness, love, and mindfulness leadership. The day of Buddha birth is an event that must touch in the universal world with the history, nature of the interaction to the God and mankind in the earth. We are living in the historical day of May, the month of which the million monks, nuns, and the Buddhists in the world celebrate the Buddha Day, Vesak celebration. On Vesak Day, Buddhists are overcome even singing the Buddhist of the tradition, the birth, enlightenment, and passing away of Nirvana of Sakyamuni Gautama Buddha. The name of Vesak is derived from the Pali term Vesakas or Sanskrit Vesak, with the name of the lunar month used in the ancient India for April, May. In the Vietnamese, it was called Das Day, Phật Đản, Đản Sanh. In 1999, the United Nations Bureau in the International observed the day of the Vesak
as its headquarters office everywhere on this plane together with us. Buddhists who have been turning to the great event are aiming to celebrate culture of the Pfizer wisdom and the person is outlined. The great event of the Buddha birth is the message of peace, happiness, love, and mindful leadership, which has opened the way up that the person must overcome tamarism, overcome up the domain of greed, overcoming anger, with mindful art of contribute and build a peaceful and reparative society to enlarge the realm of peace, love, and the prosperity. It is the path of health making to stable, develop in the present as well as in the future. Buddhism has been in the United States of America as well as of the state of California and San Diego County as one of the first home of the American Buddhists. Buddhism is one of the great religion traditions in the world had integrated into social life by practice of compassion, wisdom, and mindfulness. The Buddhist community has contributed to the broad history of the state. The Buddhist communities involved contribute to the welfare, the benefit of society in many ways. On way, offering peace, compassion, and answerness to the society. In the spirit of peace and great joy of the great event toward meaning the Buddha birthday. In the still space of the sound of mind, honoring the great event, contemplating the Buddha, Dharma, and Sangha, the community honoring the Vesak Day. On behalf of the Sakya Muni Buddhist Sangha of the United States, Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ, we are so happy and say the Buddha in our heart. Happy Buddha Day. Happy Vesak Day. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. The Buddha in our heart. This is the message of the Vesak Day. We are just listening that, and now continue for the day of the celebration of the Vesak Day, the passing the Buddha. Tiếp theo chương trình, chúng con sẽ thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý đồng hương Phật tử, thân hữu thiền sinh xa gần và các bạn đang có mặt trong livestream Facebook Thích Giác Chinh. Chúng con đang có mặt tại dòng suối Từ Bi bên trong của rừng thiền Pháp Thuận Thiền Viện. Thành kính cung thỉnh quý ngài chư tôn đức và quý đồng hương đạo hữu Phật tử, các quý mạnh thường quân, các quý bạn thân hữu xa gần cùng tham dự và vào livestream của chúng con. Có thể like, love hoặc share để cho community, cộng đồng xa gần cùng tham dự. Và chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài vì năm nay và quý đồng hương Phật tử chúng ta cũng đã biết bị đại dịch virus COVID-19, tức là cái virus Corona 19, nên chúng ta không có duyên, có dịp để hội ngộ tại một nơi. Nhưng chúng con vẫn không quên ngày đặc biệt của Đức Phật đản sanh để chúng con thiết trí buổi lễ đặc biệt này trong khu vườn Lâm Tỳ Ni bên trong của rừng thiền Pháp Thuận Thiền Viện, để thành kính dâng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thành kính dâng lên Đức Phật đản sanh và chào đón để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sanh, Đức Phật giác ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn. Giờ đây chúng con sẽ thiết lễ tấm Phật để chào đón Đức Bồ Tát, Đức Phật hiện thân của từ bi, trí tuệ và giải thoát trong cõi nhân và thiên này.
Thành kính cung thỉnh chư tăng đức và quý đồng hương Phật tử của chúng ta cùng tham dự và hãy hoan hỷ lên để chào đón Đức Phật vào đời ngày trọng đại của nhân thiên, tức là của loài người và cả trời đều chào đón Đức Phật đến với chúng ta trong cõi Ta Bà này. Chúng con sẽ dùng nước như là sự tinh khiết, sự tịnh thân của quá trình tu tập của từ bi hỷ xả, là cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, để thành kính tắm cho Đức Phật. With you the water, the passing the Buddha, the Buddha birth, that's like the really good energy. Witness to the energy that the mountain, the people and society, community needs the clear mind and practice the mindfulness, practice moral, practice the meditation and practice the wisdom insightful. We view that the meaningful for passing Buddha. We say happy Buddha Day or happy birthday Buddha. Happy Buddha Day, happy Vesak Day. Thank you so much and please join with us and turn your mind on inside your nose. Welcome the Buddha coming with us in your. Thank you so much. The Buddha is now here. The Buddha in our happy Buddha day. Thân Phật ca thanh tịnh tờ lưu ly trì Phật sáng ngời như trăng sáng tỏ. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật nga không đau không từ bi. Xin tốt ca như hoa sen rạng ngời như bất nga đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sáng quý nở đại giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương. Vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền nào sạch na không. Xin na trở về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp ma vung trồng. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính niệm ơn chư tôn đức, thành kính cảm ơn quý đồng hương Phật tử. Via Sangha, thank you so much. Thank you and join with us today. Please in your heart, please welcome the Buddha to with us in India. Thank you so much and happy Buddha Day, happy Vesak Day. Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha. Thank you so much.
Namo Dear Sangha, dear friend, Dharma friend, brother, sister, the river, mountain, our, the nation, and the world. We live in the May, the history of the moon. We celebrate the Buddha birthday, the Buddha Vesak day, but during at that time, the benefits of COVID-19 still continue. We are all the Buddhist monks, nuns, and all the Buddhist lay Buddhists need to connect with our chair, pray for and blessing for to America, blessing, praying for any world, and connect the moral meditation, mindfulness, we will and together pray for blessing American and Indian. Thank you so much, and with you that the water during the Vesak day after Dharma Mountain and forest meditation, we pray for American and our COVID-19. Pray for Indian world and of COVID-19. The Buddha and our earth connects good energy by yourself with all the magic in the world. We will better. Thank you. Thank you so much. Dude.
Phật đạo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. And yeah. All the Buddhists can join with us by live stream Facebook. You can enjoy the good, the strength and good nature at Dharma Mountain. Cảm ơn quý đồng hương Phật tử thân hữu xa gần và thành kính niệm ơn chư tôn đức đã tham dự với chúng con trên livestream Facebook Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 tại dòng suối Từ Bi. Chúng con đã thiết trí vườn lâm tỳ ni bởi những tấm lòng, bởi những bàn tay, bởi những cái tấm lòng. Tuy là đại dịch cách ly tại nhà nhưng mọi người đều gọi phone, đều gửi thư đến thiền viện và thành tâm gửi thư đến để contribute, để donate, để giúp cho đại lễ của chúng con. Có nghĩa rằng tuy cách ly nhưng lòng người thì không ly cách. Chúng con thành kính, chúng tôi thành kính tri ân và xin cảm niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.